trong chuyên mục chính trị và đời sống hôm nay anh chi xin mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả dương quốc chính nghịch lý ông viết nhân tháng tư, nói chuyện mỹ ngụy một tí trước giờ sách báo ta đều chửi bọn ngụy là bù nhìn của mỹ là sống dựa vào viện trợ của mỹ ờ à, thì chúng ăn bám vào viện trợ là đúng rồi cãi sao nổi nhưng các bạn lưu ý là việt nam cộng hòa nợ nước ngoài chủ yếu là mỹ chỉ có khoảng 150 triệu đô thôi. Đó là một khoản rất nhỏ, nhỏ đến nỗi sau này chế độ ta trả nợ thay bọn chúng được. Nghĩa là viện trợ của Mỹ và đồng minh chủ yếu là viện trợ không hoàn lại. Hàng chục tỷ đô ấy, Việt Nam Cộng Hòa không hề nợ nước ngoài đáng kể. Việt Nam Cộng Hòa dù có phồn vinh giả tạo đi nữa, nhưng bọn chúng không phải bán rẻ tài nguyên để ăn, không phải hy sinh môi trường để kêu gọi đầu tư, không bị bọn Mỹ lấy đi tất đất tất biển nào tức là bọn chúng không hề bán một tí nước nào theo đúng nghĩa đen. Cho dù phân biệt giàu nghèo ở Việt Nam còn lớn, nhưng so với mặt bằng chung ở khu vực thì không hề tệ. Có nghĩa là dân sống cũng sung sướng về mặt kinh tế, nếu không bị chiến tranh thì thật ra rất là ổn. Theo cuốn Kinh tế Việt Nam, phát hành vào năm 1972 mà mình có, thì ngân sách miền Nam dùng rất ít tiền từ công trái bán cho dân, chỉ khoảng 14% thôi trong khi con số tương tự ở Pháp hồi Thế chiến thứ hai là 47%. Như vậy, tiềm năng kinh tế từ khối tư doanh của Việt Nam Cộng Hòa là rất lớn và dân cũng khá là sung túc đấy. Với lượng viện trợ và đầu tư dồi dào ấy thì Việt Nam Cộng Hòa có được cơ sở hạ tầng rất tốt, nền giáo dục rất ổn và kinh tế tự do kiểu tư bản. Hồi đó, thanh niên miền Nam đi Mỹ du học nhiều như các bạn xem phim hàng sản thấy thanh niên hàng đi Mỹ vậy chắc chắn là dễ đi hơn bây giờ nhiều. Như vậy là có nguồn nhân lực rất tốt và đa số là nhận được học bổng của các nước phương Tây, không hề tốn tiền học phí như bây giờ. Như vậy là rất có tương lai phát triển phải không? Các bạn hay chửi bọn ngụy quân ngụy quyền tham nhũng, nhưng về bản chất là bọn chúng ăn tiền của bọn đế quốc Mỹ và chư hầu, chứ có phải là đẻo tài nguyên ra mà ăn như bô xích Tây Nguyên mà cũng chả đẻo được từ tiền thuế của dân là bao. Nên hiểu là anh em quân lực ngụy quyền lúc đó sống ngập trong việc viện trợ chuột xa chỉnh gạo không ăn cũng lạ viện trợ nhiều đồng nghĩa với có một bộ máy nhà nước lớn để quản lý chi tiêu số tiền đó chứ không phải là mỹ đem tiền lên máy bay rồi thả xuống cho dân nhặt tiền đều phải thông qua chính phủ hay là qua các cái cơ quan của mỹ như vậy thì chính quyền việt nam cộng hòa lúc đó buộc phải có màu sắc của chính quyền cánh tả do chi tiêu từ ngân sách quá lớn so với số tiền có được từ kinh tế tư nhân đó chính là mầm mống của tham nhũng, không nước nào tránh khỏi. Đại khái là cầm quá nhiều tiền không phải của mình thì phải làm rơi vãi thôi. Lượng tham nhũng của các cơ quan viện trợ Mỹ cũng rất là lớn, tức là bọn Mỹ ăn cũng rất nhiều. Trong hồi ký của ông Nguyễn Cao Kỳ, ông ta bảo lượng xi măng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa có thể đủ để rải lên cả miền Nam với độ dày 20cm, nhưng đã bị đột đẽo từ Mỹ về đến Việt Nam. Đấy là nói thế thôi, Chứ chắc năm 75 bọn ngụy đã bị ta đánh thắng nhanh quá nên không kịp tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Đến ông Kỳ, nguyên là phó tổng thống ngụy mà sang bển còn phải đi buôn rượu, vợ con cũng không có giàu có gì, phải tự đi cày mà sống. Ông Thiệu, cựu tổng thống mà sang đến bển thì phải sống ẩn dật, gia đình không thấy ăn chơi xa đọa Hay là bà Lệ Xuân, cựu đệ nhất phu nhân, sang bển cũng chả thấy nói là có tiền bạc gì. Nếu bọn chúng mà có nhiều tiền thật, thì không thể che giấu được tai mắt của đảng ta cũng như của kiều bào điều này chứng tỏ là bọn ngụy tham nhũng là lấy tiền của đế quốc đem về việt nam tiêu xài kiểu cũng giống như kiều hối vậy sau này ta giải phóng miền nam coi như chiếm được hết những gì mà chúng đã ăn cắp của mỹ bọn này chính ra lại có công là xây dựng đất nước nói tóm lại ngụy quân ngụy quyền tham nhũng tiền của đế quốc mỹ không phải là đi vay nên con cháu họ không phải trả nợ, không phải bán rẻ tài nguyên, không phải phá hoại môi trường, không bị nhà đầu tư cướp biển đảo, cướp tài nguyên. Ngược lại, chúng lại tạo được một nền tảng tốt, một sức bật tốt cho một nền kinh tế phát triển. Nhân dân thì lại có cuộc sống sung túc, sánh vai với các cường quốc Á Châu. Vậy sao các bạn cứ chửi chúng nhem nhẽm? Bố mẹ ông bà của các bạn có bị chúng đục đẻo tiền thuế đâu? Các bạn có phải trả nợ thay cho chúng đâu? lẽ ra nhân dân mỹ chửi bọn chúng mới đúng chứ với vai trò của người dân thì bạn phải làm sao thằng nào cho bạn cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn thằng nào đáng bị chửi hơn hỏi tức là trả lời